Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin giới thiệu các bạn là công trình giáo sư Vinh Sơn. Đã giản là sắt gần như đã hoàn thành. Có một xe về lấy cái thước này. Đây là kênh thánh giá các bạn nha. Thank you.
xin giới thiệu các bạn là đang xây hai bên bờ máng nước. Thì còn chuẩn bị đặt sắt lợp mái. Xây hai bên bờ này bắt đầu là lợp mái các bạn nhé. Thank you.
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn có điều gì không may mắn trong cuộc sống, xin hãy trao gửi về đền thánh Vinicante, giáo sư Vinh Sơn. Nơi đây ông thánh rất làm nhiều việc lạ, rất nhiều nơi, nhiều chốn về đây để cầu xin ông thánh đều được ơn cả. Mời các bạn về với giáo sư Vinh Sơn, đền thánh Vinicante, giáo sư Vinh Sơn thuộc về hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình, tọa lạc xóm 12, thôn Nam Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.